chào đón phụ huynh và học sinh đến với trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Nam Việt thuộc Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt, Thành phố Hồ Chí Minh. Qua hơn 12 năm thành lập với 7 cơ sở đi vào hoạt động, tổng diện tích xây dựng trên 100.000 m2, trải đều trên khắp các quận của Thành phố Hồ Chí Minh. Nam Việt là ngôi trường có bề dày thành tích và chất lượng đào tạo thuộc các trường tư thục top đầu ở Thành phố Hồ Chí Minh, thu hút hơn 4.000 học sinh trong và ngoài nước theo học. Hello, my name is Jamie. I'm 10 years old. I studied Nam Việt for 3 years and I'm enjoying it. And I think Nam Việt can be a little bit better and I'm liking it so far. Hello everybody, my name is Tu Minh. I'm really good at English because the school has a lot of English. I really like it. Friends are really friendly and the teacher are really nice. And con yêu Nam Việt. Ni hao. Trước đây con học tại trường Viscon tại Hà Nội được 3 năm, xong rồi ba mẹ cho con vào miền Nam học tại trường Nam Việt. Con thấy học ở đây rất vui, con được quen nhiều bạn mới, thầy cô giảng bài rất dễ hiểu, con yêu trường Nam Việt. Con rất yêu trường Nam Việt, con được cô mến với lại là được dạy từ hai lễ phải. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, Nam Việt mang đến cho học sinh môi trường học tập năng động, sáng tạo, chuẩn quốc tế. Sở hữu cơ sở vật chất, hệ thống phòng học trang bị hiện đại, đưa các em chạm đến thế giới rộng mở ngay tại không gian lớp học. Tại Nam Việt, học sinh được học song song chương trình của Bộ Giáo dục Đào tạo và chương trình song ngữ quốc tế Cambridge, kết hợp với nhiều hoạt động song hành bổ ích, tương đương với các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến, đã có nhiều thế hệ học sinh trưởng thành từ ngôi trường Nam Việt và đang viết tiếp ước mơ. Về trường lại thì em cảm thấy rất là cảm động. Thật là thầy cô rất là yêu thương tụi em, nên là khi mà ra trường có nhiều bỡ ngỡ lắm. Quay về trường thì thầy cô vẫn trao cái tình yêu thương đó, cũng như ban ngày đó vẫn cứ quan tâm hỏi han. Về trường lại cảm giác như là mới bước vào vậy đó. Ra trường xong rồi về lại là cảm giác tình yêu thương mà nó dạt dào kinh khủng luôn. Ra ngoài trường không có còn được vậy nữa. Tại Nam Việt, học sinh được học các chứng chỉ Starter, Movers, Flyers có giá trị vĩnh viễn, sử dụng du học hay định cư nước ngoài. Với đội ngũ gần 30 giáo viên đến từ các nước Anh, Mỹ, Canada, chúng tôi tự hào đào tạo nên một thế hệ học sinh đa ngôn ngữ, đáp ứng hội nhập quốc tế. Hello, my name is Christina from England and I'm so proud and grateful. Xin chào, tôi là Christina, đến từ nước Anh. Tôi rất tự hào là một thành viên của Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt. Ngôi trường Nam Việt rất to và đẹp, gồm 7 cơ sở với hơn 4.000 học sinh. Học sinh ở đây học tiếng Anh từ lớp 1 nên có thể nói tiếng Anh rất tốt. Các em học sinh được phát triển các kỹ năng để trau dồi kiến thức. Đồng thời học sinh ở đây còn tham gia vào rất nhiều các hoạt động như hát, bơi, nhảy, học quân sự. Điều này giúp cho học sinh tự tin và thành công hơn trong tương lai. Giáo dục STEM cũng được đẩy mạnh. Các môn học truyền thống kết hợp yếu tố âm nhạc, mỹ thuật, thể thao thúc đẩy quá trình phát triển toàn diện. Hệ thống bếp ăn đạt tiêu chuẩn cao nhất về vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường thay đổi khẩu vị và bảo đảm dinh dưỡng cho sự phát triển về thể trạng của học sinh. Phụ huynh không còn lo lắng với việc đưa đón con hàng ngày bằng hệ thống xe 16 đến 24 chỗ chất lượng cao, đảm bảo an toàn và tiện nghi. Nhà trường tuyển sinh học kỳ 2 trên toàn quốc năm học 2020-2021. Mức học phí khối tiểu học chỉ từ 1.580.000 đồng một tháng, khối trung học cơ sở chỉ từ 1.950.000 đồng một tháng, khối trung học phổ thông chỉ từ 2.975.000 đồng một tháng. Môi trường quốc tế học phí Việt Nam, học sinh được quản lý nghiêm trong sinh hoạt, ăn ở và học tập, miễn học phí cho con em vùng sâu vùng xa, hải đảo, biên giới. Thông tin tuyển sinh, quý phụ huynh liên hệ các cơ sở tại quận 12, Tân Phú và Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 1900 75 75 75, website truongnamviet.edu.vn. Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Nam Việt, học trường chuẩn quốc tế tại Việt Nam.